Lúc này thì trận đấu đã được bắt đầu. Và bây giờ là đợt tấn công của các cầu thủ bên the player of the game của trận đấu đầu tiên. Đó là một tình huống mid lane vô cùng đáng tiếc. Có vẻ như những giây phút đầu tiên Sang Huy đã hơi lỏng tay, nhưng điều đó thì không xảy ra ở trận lượt Gaffis. Yu Minh An, bóng được truyền đến tay của Chris Yu Yang và đây là Kim Bảng. Chris Yu Yang thực hiện pha ném bà. Đó một pha ném bà chính xác của Chris Yu Yang. Một tình huống nhảy ném thực sự đẳng cấp. Đàm Huy Đại thực hiện pha ném bà không thành công. Ở trong trận trước thì Đàm Huy Đại đã chơi rất hay. Nhưng vừa rồi thì Gaffis vẫn có điểm với pha lên đổ của Leo Hampton. Leo Hampton rất nhiều động tác như vậy và có vẻ như điều đó đã hiệu quả. Cả phối hợp giữa Jessica và Nguyễn Huỳnh Phúc Vinh. Cả hai tình huống trước thì Sang Huy đều đánh corner và đây là một tình huống như vậy. Bóng lại được chuyển xuống corner cho Võ Kim Bản và 3 điểm tính dành cho cầu thủ mang áo số 11 để nâng tỷ số lên 8-6. Lê Hữu Thành, Leo Hampton bóng trong tay của Lê Hữu Thành và đánh thẳng vào khu vực dưới rổ và Lê Hữu Thành đã mang về 2 điểm cho Gaffis để cân bằng điểm số 8 đều. Tâm Đình, các cầu thủ Gaffis vẫn đang là những người kiểm soát bóng. Quả đá bóng của Tâm Đình thành công. Đó là một tình huống full up jump shot, phải nói là signature, một tình huống sở trường của Đinh Thanh Tâm. Tần đã tấn công rất nhanh của các cầu thủ Cần Thơ Gaffis. Cú đá bóng thành công của Đàm Huy Đại đã mang về 2 điểm nữa cho. Đã có khoảng trống cho Nguyễn Lê Quốc Cường. Và ngay lập tức thì cầu thủ mang áo số 3 đã trừng phạt sự lơi lỏng trong hàng phòng ngự của Sài Gòn Heat. Và trong lúc vừa rồi thì sự lơi lỏng của Sài Gòn Heat đã phải trả giá. Việc đợi tấn công của Sài Gòn Heat và đó là 2 điểm của Josuke. Vâng, một tình huống đánh phiền rồi rất đơn giản và cơ bản của Sài Gòn Heat. Josuke Dư Minh An lên rổ thành công để mang về 2 điểm nữa cho Sài Gòn Heat. Trong trận đấu trước thì Dư Minh An đã được khoảng cách là 3 điểm so với Sài Gòn Heat. Tấm Đình không thể tìm được chuyền vào vị trí của Leon Hampton. Nhưng có 3 điểm tiếp theo và 3 điểm tình huống 3 điểm thứ hai của Nguyễn Lê Quốc Cường. 18-12 của những người hâm mộ VBA tiếp tục là Pierron. Đây là Joski đã bị trì cản nhưng vẫn có 2 điểm dành cho trung phong mặc áo số 14 của đội bóng áo trắng. Các bộ tim dành cho trung phong của Gaffis. Đây là Tâm Đình đã có khoảng trống rồi và lập tức có ngay 3 điểm cho Đinh Thanh Tâm. Điểm số thứ 7 của ở trong hiệp thi đấu đầu tiên này. Yosuke, anh đã không thực hiện pháp rổ mà thực hiện một pha nó bóng nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mạnh. Kim Bảng, Phú Vinh đã để mất bóng cơ hội cho Lê Hữu Thành. Pha rổ dễ dàng để mang 12 điểm nữa cho Cần Thơ Gaffis. Nguyễn Phú Vinh, bỏ Kim Bảng, Yosuke, Phú Vinh. Lần này thì Phú Vinh đã ghi được 2 điểm cho Sài Gòn Heat. Rõ ràng một tình huống set bài hòn của Christian Yu Yang. Vẫn đang là các cầu thủ Sài Gòn Heat và đây là cú ném 3 của Yu Yang thành công. Khi mà Tâm Đình nhận ra vấn đề thì một tình huống cướp bóng của Joski. Rất khó cho Nguyễn Lê Quốc Cường để có thể truy cản tình huống Euro Step vừa rồi của trung phong về phía Sài Gòn Heat. Hệ thống phòng thủ goal defense của Gaffis đang tỏ ra khá chặt chẽ trong tình huống này. Không có lỗi 3 giây và 2 điểm dành cho Nguyễn Đình Phú Bình. Hàng phòng ngự của Sài Gòn Heat đang tạo ra rất nhiều áp lực đối với các cầu thủ cầm bóng của Cần Thơ Gaffis. Và vừa rồi làm được nút đột phá để ghi điểm thành công của Chris Siêu Giang. Khoảng cách hai bên bây giờ chỉ còn lại gần như chắc chắn là trận đấu này Tâm Đình sẽ ghi được số điểm nhiều hơn trong cái đấu đầu tiên. Một tình huống thả rổ rất chính xác của Yu Yang trả về cho cầu thủ mang số 81. Vẫn đang là các cầu thủ Sài Gòn Heat, Yosuke. Đó là một tình huống tip in vì 2 điểm của Nguyễn Phú Bình. Và trước đó là một tình huống lên rổ khá khó của Yosuke. Ngay lập tức thì đã có một tình huống coast to coast của Lê Hữu Thành để đòi lấy 2 điểm dành cho đội bóng áo xanh. Kim Jisoo, một tình huống behind the back rất tốt của Joski và một đường truyền gần như là hoàn hảo dành cho Nguyễn Đình Phú Bình. Và Joski cũng đã được cho mình điểm thứ 10.
là Quốc Cường. Một pha cứ bóng tốt của Yosuke. Và đó là một tình huống phòng thủ chủ động của Nguyễn Lê Quốc Cường, nhưng người rebound và ghi điểm là Christian Duyang. Chắc chắn huấn luyện viên John Collins, những tình huống phòng thủ 1-2 bắt chắp không chỉ mang lại những áp lực lên cầu thủ cầm bóng, dễ dẫn đến những đường chuyền hỏng, những tình huống turnover, mà nó làm cho đội bóng tấn công có rất ít thời gian triển khai tấn công khi bóng lên nửa sân. Hầu hết chỉ còn lại khoảng 15 giây thôi. Một tình huống turnover tiếp theo của Nguyễn Lê Quốc Cường. Đường chuyền vào đây là cú rổ không, đó là một tình huống lên rổ và lại có end one dành cho Joski. Đó là đấu mạnh. Tâm Đinh. Quả bóng chính xác của Tâm Đinh để mang về 2 điểm nữa cho Cần Đức Cấp Phích. Và Tâm Đinh cũng đã bỏ túi cho mình. Và đó cũng đến từ một tình huống ném bàn thành công ở trong hiệp đấu đầu tiên. Yosuke cũng thực hiện một pha ném bàn và lần này là một pha ném bàn chính xác. Đây là tình huống ném 3 điểm thống mà có đến 3 năm liên tiếp lọc vào đến trận chung kết của VBA. Cú ném bàn thành công của Nguyễn Lê Quốc Cường. Dành lời khen cho cú ra tay vừa rồi. Lại là một bài đánh pick and roll rất đơn giản của Saigon Heat. Nguyễn Lê Quốc Cường đẩy rất cao nhịp độ trận đấu. Và lại là Nguyễn Lê Quốc Cường. Và lại là một tình huống 3 điểm thành công dành cho đội bóng đến từ miền Tây của Nguyễn Lê Quốc Cường trong trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống ném shot clock của Christian Giang không thành công. Phản công 4-3 cho Catfish. Không có đường kích ra và đào, đó là một cú lên rổ. Reverse layup dành cho Hiếu Thành. Tỷ số được rút ngắn. Này của Dương Minh An và lại là một vị trí ném 3 điểm của Saigon Heat. Phú Bình. Đây không phải là lần đầu tiên Phú Bình thực hiện thành công 3 điểm tại VBA năm nay. Đây là 3 điểm rất quan trọng dành tại VBA thì kỷ lục số lượng block trong một trận đấu cũng đang thuộc về một cựu cầu thủ của Cần Thơ Catfish, đó là DeAngelo Hamilton với 9 lần. Một tiếng reverse layup thành công của Phú Bình. Vẫn đang là Lê Hữu Thành. Đàm Huy Đại thực hiện pha ném bà. Đó là một pha ném bà chính xác của Đàm Huy Đại. Thực hiện thành công đợt tấn công này của họ. Đây là Bùi Quốc Tân. Catfish đang sử dụng rất nhiều những tình huống drive and kick. Và 2 điểm dành cho Liên Ham thưa bạn. Liên Ham Tân. Chắc chắn sẽ không có Golden Standing cho Christian Duyang. Vẫn đang là các rủ xem hết Chris Duyang. Tình huống tiếp in của Yosuke. Ưu thế dẫn điểm bây giờ lại thay đổi nghiêng về phía. Rất muốn kịch bản gay cấn như này diễn ra. Lại là một tình huống second chance thành công của Liên Ham Tân. Tấn công của Cần Thơ Catfish. Nhưng sau đó là một đường truyền không tốt của Lê Hữu Thành. Yosuke thi đấu khá tỉnh táo trong thứ vừa rồi khi nhìn thấy Liên Ham Tân. Một khoảng trống rất lớn dành cho Dương Minh An. Và ngay lập tức Dương Minh An đã trừng phạt hàng thủ của Catfish bằng một tình huống 3 điểm nothing but net. Để Võ Kim Bảng quay trở lại sân. Võ Kim Bảng xin nhắc lại là mới có được cho mình 3 điểm từ đầu trận đấu. Chris Xíu Giang, đó là một pha đá bóng chính xác để mang vào thêm 2 điểm cho Saigon Heat và qua đó giúp cho Saigon Heat lại tái lập khoảng cách dẫn 4 điểm so với Cần Thơ Catfish. Lại là Tâm Đình, tình huống ném 3 điểm thứ 3 liên tiếp của Tâm Đình và lần này thì đã thành công rồi. 64-65. Tâm Đình lên rổ và 2 điểm cho Cần Thơ Catfish. Và một tình huống tình huống nhảy ném nhanh của Christian Duyang và mang về 2 điểm đẳng cấp dành cho Saigon Heat 71-66. Trận nào thì vạch ném phạt cả. Võ Kim Bản. Lần này thì đã có 3 điểm cho Võ Kim Bản. Vừa rồi là khoảng cách đã là 8 điểm rồi. Vẫn là các cầu thủ Cần Thơ Catfish, đường truyền tốt của Liên Ham Tân và 2 điểm tiếp theo dành cho Đàm Huy Đại. Và đây là Chris Duyang. Đó là một pha block tốt của Liên Ham Tân nhưng cuối cùng thì vẫn có 2 điểm cho Saigon Heat. Và đó là 2 điểm đầu tiên được ghi bởi một cầu thủ dự bị ở trên sân. Và lúc này có lẽ họ đang ước ao ở trong đội hình của mình có một cầu thủ có khả năng ghi điểm tốt như là trợ lý Tô Quang Trung đang ngồi bên ngoài sân. Fast break dành cho Saigon Heat, Võ Kim Bản.
Điểm số thứ tư dành cho Team Wales. Trận bóng Liễu Hàm Tân. Tình huống end one dành cho cầu thủ của Cần Thơ Catfish. Nguyễn Phú Vinh truyền đến tay của Yosuke. Hai điểm nữa cho Sam Hit và đó là tình huống end one. Tập Bình gọi yểm trợ. Điểm tích ra cho Lê Hữu Thành ở vạch 3 điểm. 2 điểm cho Tâm Đình. Trọng tài đáp đang tư tốn bao nhiêu thì Catfish lại khẩn trương bấy nhiêu. Một tình huống bém 3 điểm của Christian Kuya mà có vẻ như đây sẽ là dấu chấm hết dành. Về mặt lý thuyết thì đây vẫn là một khoảng cách có thể vượt qua được, nhưng thực tế trên sân sẽ rất khác. Điểm số 29 cho Tâm Đình. Hơn 10 giây cuối cùng của trận đấu. Hoàng Tú. Hoàng Tú và Trần Viễn Nghiệp đang đối mặt với nhau. Những giây cuối cùng của trận đấu và chiến thắng đã thuộc về Sài Gòn Heat. 93-80 là kết quả cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Và Sài Gòn Heat đã vượt qua Cần Thơ Catfish với tỷ số 2-0 ở loạt đấu bán kết tại VBA 2020. Để thành đội đầu tiên ở mùa giải này giành quyền lọt vào đến trận chung kết. Và tất nhiên với những gì đã thể hiện sau vòng đấu regular season cũng như trận bán kết này, hai vòng đấu bán kết này thì Sao Hit đang có một giấc mơ rất lớn, khả năng lớn là họ để họ tự tin vào việc bảo vệ chức vô địch của mình, back to back champions. Và chúng ta hãy cùng đến với những tình huống đáng chú ý nhất của game đấu thứ hai series bán kết giữa Catfish và Sao Hit trước khi đến với cuộc nói chuyện với cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ngày hôm nay cùng MC của chương trình.